Xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Thì cái chủ đề mình chia sẻ với các bạn hôm nay đó chính là cái vấn đề tại sao trong một năm thì tháng 2 lại chỉ có 28 ngày nhưng mà có năm thì lại có 29 ngày. Ví dụ như năm nay là năm 2020 thì có 29 ngày. Xin mời mọi người cùng tìm hiểu nhé. Ở đây thì chúng ta bàn về cái năm dương lịch. Như chúng ta đã biết, năm 46 trước công nguyên, hoàng đế La Mã là Julius Caesar đã quy định một năm có 12 tháng. Tháng nào số lẻ là tháng đủ gồm 31 ngày, tháng nào số chẵn là tháng thiếu gồm 30 ngày. Tháng 2 là số chẵn, đáng lẽ cũng gồm 30 ngày. Như vậy sẽ có 6 tháng đủ và 6 tháng thiếu, rất dễ nhớ. Nhưng khi tính toán cụ thể thì một năm không phải là 365 ngày mà là 366 ngày, đành phải bớt đi một ngày trong một năm. Nhưng bớt một ngày vào tháng nào đây? Đó là vấn đề đặt ra. Hồi đó, theo phong tục của La Mã, các tội phạm nặng thường bị tử hình vào tháng 2. Do đó, tháng 2 được coi là tháng không lành. Cho nên hoàng đế La Mã đã quyết định bớt đi một ngày trong tháng 2 xấu số đó. Và vì thế, tháng 2 chỉ còn lại 29 ngày. Sau đó, hoàng đế August lên nối ngôi hoàng đế Julius. Vì Julius sinh vào tháng 7 là tháng đủ 31 ngày. August sinh vào tháng 8 là tháng thiếu 30 ngày. Lên 31 ngày cho ngang bằng với Julius. Đồng thời cũng thay đổi luôn 6 tháng cuối năm. Tháng 9 và tháng 11 là số lẻ, vốn là tháng đủ thì chuyển thành tháng thiếu. Tháng 10 và tháng 12 là số chẵn, vốn là tháng thiếu thì chuyển thành tháng đủ. Việc thay đổi tùy tiện như vậy khiến cho một năm lại dôi thêm một ngày nữa và lại được bớt vào tháng 2 xấu số. Và thế là tháng 2 chỉ còn 28 ngày. Hơn 2.000 năm nay, nhân loại theo thời gian đã sử dụng dương lịch có những quy định bất hợp lý đó. Các nhà nghiên cứu dương lịch trên thế giới đã và đang đưa ra nhiều phương án cải tiến nhằm giúp cho việc sử dụng dương lịch hợp lý và thuận tiện hơn. Vấn đề mình chia sẻ hôm nay đến đây là hết. Nếu có ý kiến thắc mắc, xin mọi người hãy comment bên dưới video. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn.